liệu y thiên ngày sáu mốt hãy nghe và nhắc lại cách nói sau không 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 bạn còn phải làm cô giáo tiếng Việt của mình đấy. 不不不，你还要当我的越南语老师呢。不，你还要 当我的越南语老师呢？不不不，你还要当我的越南语老师呢？ ：“不不不，你还要当我的越南语老师呢。” Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Đâu có, chỉ biết nói một chút. 哪里只会说一点儿。chỉ biết nói một chút. Học tập lẫn nhau. khổ sáng学习 trước đây chính là học đại học ở đó .以前就在那里读大学. không sai có điều của đợi một chút xem ra mình cũng phải đăng ký một tài khoản bây giờ thêm bạn wechat đi现在加 vê képei 51天. ngày năm mốt hãy nghe và nhắc lại kênh nói ừ ok quy chat của mình chính là dùng số di động đăng ký 好的我的微信就是用手机号注册的好的我 微信就是用手机号注册的。好的，我的微信就是用手机号注册的。 好的我的微信就是用手机号注册的。多上微信聊天吧。哈索彩渴了吧。